Báo cáo tháng 7 năm 2024 của DKRA Group chỉ ra nguồn cung mới phân khúc nhà phố biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh và bốn khu vực liên kề là Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2023 và đạt mức tăng khoảng 14% so với tháng trước. Trong đó Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh chiếm 85% tỷ trọng nguồn cung mới. Lượng tiêu thụ phân khúc tương đương khoảng 50% trên tổng cung mới của tháng. Đáng nói, lượng tiêu thụ trong tháng 6 và tháng 7 đã có dấu hiệu tăng dần đều so với các tháng đầu năm 2024. Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức tăng khoảng 1% so với lần mở bán trước đó. DKRA dự báo quý 3 năm nay, nguồn cung phân khúc đất nền sẽ tiếp tục cải thiện đáng kể so với hai quý đầu năm, phân bổ chủ yếu ở Bình Dương, Long An, thanh khoản thị trường duy trì đã khởi sắc, vùng phụ cận thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường.